Chào mừng các anh chị và các bạn lại trở lại với Nguyên Lê Channel. Thì hôm nay mình sẽ nói về 10 cái sai lầm mà của những người pha chế cà phê hay mắc phải và hay đổ lỗi. Thì thứ nhất đó là cà phê pha càng đậm càng ngon. Người Việt mình thì nó quá quen với việc cái ly cà phê với đậm sánh đen, cho nên thấy là đứa nào mà pha cà phê mà đậm là thích lắm, như ý lắm, thì nghĩ đó là ngon, nhưng mà không phải. Bởi vì các anh chị sẽ biết rằng khi chúng ta pha càng đậm, mà đặc biệt với cái phin của Việt Nam mình nữa, thì đậm thì đúng, đậm đúng có nghĩa là sao? Khi chúng ta pha cái nồng độ nó có thể lên 5-6% cái chất hòa tan của cà phê trong ly cà phê, nhưng mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta, trời ơi, nó tiếc quá, bởi vì pha không hết chất của cà phê ra. Kiểu giống như các anh chị sẽ hiểu là khi mà chúng ta ăn thì chúng ta sẽ có 3 phần là khai vị, món chính và tráng miệng. Thì chưa gì mới khai vị ra, ăn rồi hết khai vị rồi sẽ tới món chính, ăn full món chính luôn, ăn no nê trợn hai mắt lên luôn, thì chúng ta không thể ăn tới được cái món gọi là cái món tráng miệng nữa. Thì tới đây thì chúng ta sẽ thấy rằng, hiểu rằng là không có trọn vẹn bữa ăn. Mặc dù cũng đầy đủ, cũng đậm, cũng no, nhưng nó không trọn vẹn. Thì thế cho nên là muốn pha cà phê pha đúng thì không phải càng đậm mà càng ngon, mà càng phải chiết xuất càng sâu hết những cái chất cà phê thì chúng ta mới lấy trọn vẹn được. Cho nên là mình lục lại những cái video pha chế trước thì mình có nói là pha chế chỉ từ 18-22% chất hòa tan ở trong cà phê ra thôi. Có nghĩa nếu như các anh chị sử dụng 20g cà phê thì chúng ta lấy khoảng 3,6g cà phê chất hòa tan ra, cho tới 4,4g thì nó mới đúng chuẩn. Còn chúng ta mà thấy đậm nhưng mà thật ra chúng ta chỉ có lấy 3g thôi thì chúng ta rất tiếc uổng với cà phê. Và đặc biệt với những dòng cà phê cao cấp á, như Vero mình làm á, thì không bao giờ, các anh chị đừng có nghĩ là càng đậm càng ngon, mà phải lấy càng nhiều thì nó càng tốt, thì nó mới trọn vẹn hơn. Thứ hai, cà phê chua là cà phê đểu, cà phê giỏm. Mà thiệt chứ, từ hồi đến giờ có bao giờ được uống ly cà phê chua đâu. Nhưng mà cà phê chua là bình thường, bởi vì cà phê là một loại trái cây, nó phải chứa axit trái cây, mà nó có nhiều kiểu chua ha. Như chua kiểu giấm nè, rồi nó chua kiểu táo nè, nó chua kiểu chanh nè, nó chua kiểu sữa chua nè, nó rất là nhiều kiểu chua. Rồi chua có kèm chát không, rồi chua mà nó có bị hôi không, chua nó không phải là do bị lên men phơi mà gặp trời mưa mà nó chua nó thối ra thì không phải, mà chua tự nhiên là bình thường. Bình thường là sao? Rang cà phê càng nhạt thì nó càng chua. Mà để càng nhạt á, thì các anh chị phải có đồ xịn. Giống như chúng ta ăn miếng bò mà muốn tái á, thì phải bò ngon. Mà tái thì mình ăn nó mềm, nó ngọt. Thì khi hầm chín á, thì chúng ta sẽ không thấy vị chua của cà phê. Đó là điều hiển nhiên. Mình quen với một cái việc là mình ăn chín rồi thì mình không thấy vị chua. Nhưng mà các anh chị sẽ thấy là cà phê mà nó có vị chua á, chính là cà phê ngon. Chúng ta uống mà nó dẫn vị. Giống như các anh chị sẽ không bao giờ thấy một cái chai nước ngọt nào mà nó không có vị chua hết. Nó có vị chua để nó dẫn vị, còn chúng ta triệt tiêu vị chua nó là bị ép buộc, rang đậm ép buộc, để bởi vì nó đểu quá phải rang đậm, nhưng mà rang vừa vừa thì nó vẫn có vị chua. Mà từ đó chúng ta phải nên nhớ, cà phê phải có vị chua mới là cà phê ngon, chứ không có vị chua là coi chừng đó là đồ đểu, chứ không phải là có vị chua là đồ đểu đâu nha. Thứ ba nữa là cà phê đắng khét là do cái ông rang, ổng rang cháy, không phải, không có cháy. Mà là do như thế này nè, khi chúng ta say, một là vì cái giống như trở lại cái bài đầu tiên đó, là pha càng đậm là càng ngon, cho nên nhiều khi các anh chị là pha say nó mịn quá, say nó mịn quá rồi dùng nhiệt nữa, nhiệt độ nước nó cao, mà có cao cách mấy thì nó cũng không chạy qua 100 độ C ra. Mà rang cà phê nó tới 200 mấy độ C lận, cho nên nước cao cũng không làm cháy, mà là do nước cao và mịn nữa thì nó chiết xuất rất sâu. Thay vì chiết xuất 22% thì nó chiết xuất tới 30% cái chất trong cà phê ra, mà những cái chất càng sâu thì nó càng ghê gớm, nó càng khó chịu lắm. Cho nên giống như cái cây rau muống, mình ngắt lá 1, lá 2, lá 3, lá 4 mình ăn được rồi, ai biểu lắc thêm 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì nó già, nó sạm, nó khó chịu. Thì ở đây nó khét không phải là do cái ông rang ổng cháy, mà do các anh chị dùng nước quá nóng hoặc là nó quá mịn, cho nên pha nó quá lâu nữa thì nó gây ra cái hiện tượng là cái mùi nó khét khét khó chịu, chứ không phải là cà phê cháy, mà cũng không thể là nước nóng làm cháy được, mà do mình quá mịn. Hoặc ngược lại, quá thô cũng bị các anh chị ạ. Khi mình làm quá thô á
Thì ví dụ như nó thô nó bự vậy thì mình cứ rưới nước, mình rưới nước thì nó sẽ rửa bên sạch ở ngoài. Thì cái ly cà phê này nó vừa loãng tại vì nó không lấy được nhiều chất, nhưng mà cái chỗ mà nó không cần lấy thì nó lại lấy quá nhiều, khiến cho ly cà phê này nó khét khét, cái mùi khét khét khó chịu mà nó lại loãng. Cho nên là cái độ mịn nó cần phải được thực hiện tỉ mỉ, nghiêm túc, không được quá thô mà cũng không được quá mịn. Đối với cái pha phin thì mình khuyên các anh chị khoảng pha đâu đó khoảng từ 5 tới 8 phút là tối đa thì nó mới đạt được chuẩn. Chứ còn mà pha nhanh hơn 4 phút, 5 phút nó cũng bị khét, mà lâu hơn 8 phút nó cũng bị khét. Chứ không phải là mịn quá không à, mịn quá mới khét mà thô quá cũng khét đó nha. Bốn là cà phê rô lại đậm hơn cà phê A. Nói về pha cà phê thì chúng ta quá quen với việc là uống cà phê là phải đậm, nó không phải đi nước chè, không phải nước nước trà mà nó nhạt nhạt mà nó đậm, thì cái chuyện đó thì cũng đương nhiên thôi. Nhưng mà nói về rô đậm hơn A là không có đúng. Mình cũng đã từng mắc sai lầm như vậy, nhưng mà các anh chị sẽ thấy rô đậm hơn A là lý do tại sao. Bởi vì rô nó không có nhiều hương vị, mà khi nó rang á thì nhiệt độ nó cần phải cao hơn nhiệt độ A. Ví dụ như A rang 200 uống được rồi thì rô khoảng 205. Ví dụ vậy, thông thường ở một mức độ, ví dụ light thì nó vậy. Medium thì rang A 210 thì nó cần phải 215. Chính vì cái nhiệt độ cao như thế thì nó mới ra hương vị của rô, vậy thì thấp nó không có mùi. Thấp thì nó không thể có mùi được, cho nên buộc người ta phải pha rang đậm. Mà khi người ta rang đậm thì nó lại dễ chiết xuất. Mà dễ chiết xuất thì chúng ta sẽ thể thấy cái màu đen, mà đen rồi nó đắng nữa cho chúng ta cảm giác nó đậm. Nhưng các anh chị nhìn cái bảng này thì các anh chị sẽ thấy nè, đạm cũng nhiều hơn thì nó thơm hơn, rồi đường nó nhiều hơn thì nó ngọt hơn, rồi thì chất béo nó nhiều hơn thì nó dày dặn và nó thơm, giống như thơm bơ sữa hơn. À, chỉ có rô thì nó có nhiều hơn là nó cà phê in nhiều hơn, mà cà phê in thì nó không làm cho đậm đâu mà làm cho chúng ta say chóng mặt thôi. Và đặc biệt thì rô nó có một cái là cái chất, đây là cái chất glucid, glucid là đường bột á, thì chất đường bột á giống như anh chị ăn cái gì bỏ bột vô thì nó có vẻ nó sẽ sánh lại, nó sệt hơn, thì cái điều đó làm cho chúng ta nghĩ là rô nó đậm hơn, nó sệt hơn, nó dày dặn hơn, nhưng thật ra cái bột đó thì nó đơn giản, nó không có khó đâu. Nhưng mà thực chất thì khi bỏ cục đá vô hay pha loãng ra thì chúng ta mới thấy rô nó nhanh loãng hơn A rất nhiều, mà A thì nó vẫn sánh, vẫn đậm vị. Khi chúng ta thêm nước thì chúng ta mới thấy được điều đó. Cho nên làm ly Americano chả ai lấy rô, mà làm ly Americano đảm bảo các anh chị không thể nào uống được A làm Americano. Mặc dù nó loãng nhưng uống được, còn rô làm Americano thì bỏ phép. À, thứ năm là chiết xuất đúng sách giáo khoa mà nó vẫn dở. Nhìn cái lớp rema nó rất là đẹp, đập ra cái bã nó khô rang nhưng mà uống nó vẫn dở. Thì nói thiệt với các anh chị, mà nhiều người cứ chụp cái ly cà phê đưa cho mình xem, anh thấy cái ly cà phê em làm đẹp không, bánh khô không, kiểu được. Nếu mà về điểm thẩm mỹ thì được 8 điểm, nhưng mà ngon thì chưa biết. Tại vì thật ra đánh giá chuyện ngon dở nó không phải qua cái hình ảnh. Một ly cà phê ngon thì cần phải có lớp rema đẹp, nhưng mà mớp rema đẹp thì chưa chắc phải là một ly cà phê ngon. Bởi vì các anh chị biết là lớp rema nó chỉ biểu thị cho cái việc là cái độ tươi mới của cà phê thôi. Thứ nhất là cà phê tươi mới thì lớp rema nó sẽ dày dặn hơn, nó nhiều bọt hơn. Và rô thì nó nhiều cái lớp rema hơn là A, bởi vì cái độ trống nó nhiều cho nên cái lớp khoảng trống đó nó làm cho lớp rema nó dày dặn. Nhưng mà dày quá thì có nghĩa là chúng ta đang bị chiết xuất nó nhanh quá nha. À, bọt nó nhiều quá nên nó không có đậm đâu, cho nên lớp rema nó vừa phải thôi, chứ không phải là càng dày càng tốt càng đẹp, mà nhìn nó thì cũng rất là khó đoán. Cho nên những cái thủ thuật là ví dụ bỏ rô vô cho lớp rema nó đẹp và đánh lừa người ta nghĩ rằng là lớp cái ly cà phê này ngay ngon. Ngược lại ly A thì lớp rema nó mỏng, nhìn nó mỏng manh, nó mau dễ vỡ lắm, nó mau tan lắm, cho nên nghĩ nó là dở nhưng mà chưa chắc. Cho nên lớp rema đẹp. Và cái bánh khô cũng vậy, nó khô chẳng qua áp lực nó cao, mà đôi khi nó cao quá thì các anh chị sẽ biết nó sẽ đặc khét, chứ không phải là vấn đề đơn giản đâu, khô cũng chưa chắc. Cho nên những cái thủ thuật đó thì cái cảm quan bằng mắt thường sẽ không nói được ngon và dở. Nên quan điểm của chúng ta là cái gì cũng phải uống, chứ đừng đánh giá bằng vẻ bề ngoài. Rồi, đó là năm tiêu chí đầu tiên của trong 10 cái sai lầm cơ bản khi chúng ta pha chế cà phê. Thì mình hẹn với anh chị và các bạn là năm tiêu chí sau ở video kế tiếp. Rồi, hy vọng video này cho các anh chị và các bạn một cái
kiến thức mới, nhìn nó sâu hơn về cà phê. Còn có những cái câu hỏi thì các anh chị cứ đặt thêm để mình làm ha. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Đừng quên nhấn like, subscribe và theo dõi kênh mình được phát sóng thường xuyên vào 19 giờ thứ năm hàng tuần. Xin thân ái và chào tạm biệt.